Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề những lý do khiến một người đau khổ, khổ sở khi bước vào tình yêu. Tại sao người ta đau khổ khi họ yêu hoặc bước vào một mối quan hệ? Tại sao cuối cùng họ lại đau và khóc? Đau khổ có thực sự không thể tránh khỏi khi bạn yêu một ai đó hay không? Hay đó là một sự lựa chọn thực sự có thể tránh được? Video này là thông điệp dành cho bạn. Nhận thức được những lý do phổ biến khiến chúng ta đau khổ trong tình yêu, để có thể học cách đối phó với chúng và giữ niềm tin và hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Sau đây là những lý do khiến mọi người đau khổ trong tình yêu. Họ để nỗi sợ hãi dày vò tâm trí và trái tim của mình. Họ sợ mất đi người mình yêu. Họ sợ bị lừa hoặc bị bỏ rơi với trái tim tan nát. Nỗi sợ hãi và bất an đến khi có bất trắc. Nhưng nếu bạn thực sự yêu ai đó, bạn phải không sợ hãi. Họ không hiểu người họ yêu. Con người sợ hãi những gì họ không biết. Nếu mọi người không nỗ lực để hiểu người mình yêu, tâm trí của họ sẽ tràn ngập những bất ổn và tiêu cực, khiến họ đau khổ. Yêu là hiểu. Do đó, nếu bạn thực sự yêu đối phương của mình, bạn phải hiểu họ nhiều hơn. Họ không cảm nhận được người mình yêu. Mọi người đau khổ trong tình yêu bởi vì họ không có lòng trắc ẩn. Họ không cảm nhận được tình cảm thực sự của những người thân yêu, khiến họ hiểu lầm. Để hạnh phúc trong một mối quan hệ, bạn và người ấy của bạn nên đoàn kết như một, không chỉ trong tâm trí mà còn cả trái tim. Họ ghen tị với người khác. Con người đau khổ vì họ không bằng lòng với những gì họ có. Họ cũng làm tổn thương những người họ yêu thương, bởi vì những người đó không làm cho họ cảm thấy rằng họ quan trọng. Tình yêu đích thực không ghen tị. Vì vậy, nếu bạn muốn ngừng đau khổ, hãy biết ơn và quý trọng tài sản hiện tại của bạn. Họ tiếp tục nói dối. Nói dối lấy đi tự do của mọi người. Những người nói dối luôn cảm thấy tội lỗi và họ mất ngủ nhiều đêm. Những lời nói dối được che giấu càng lâu, chúng càng trở nên đau đớn. Vì vậy, nếu bạn không muốn đau khổ nữa, hãy để sự thật giải thoát cho bạn. Họ không tin tưởng vào người họ yêu. Không tin tưởng vào người bạn đời của mình, tâm trí của họ sẽ không được thanh thản. Không tin tưởng bản thân, bạn sẽ không có được sự tự tin. Sự tin tưởng dựa trên bằng chứng. Vì vậy, nếu bạn không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người yêu của bạn đang lừa dối bạn, đừng hoang tưởng mà hãy tiếp tục tin tưởng anh ấy hoặc cô ấy. Để tin tưởng vào bản thân và tự tin vào bản thân, hãy cố gắng trở thành một người tốt hơn. Họ hy vọng quá nhiều hoặc hy vọng quá ít. Nếu bạn hy vọng quá nhiều, bạn sẽ dễ bị thất vọng. Nếu bạn hy vọng quá ít, bạn có thể sẽ đạt được ít kết quả hơn. Do đó, đừng mong đợi quá nhiều vào tình yêu để bạn không bị thất vọng, mà hãy cố gắng dành tình yêu thương nhiều hơn để bạn sẽ nhận được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, tình yêu mà bạn cho đi là của bạn để giữ cho đến suốt đời. Đức tin của họ không dựa trên hành động. Tin tưởng vào ai đó hoặc vào bản thân mà không làm điều gì đó có thể hỗ trợ niềm tin của bạn sẽ chỉ khiến niềm tin trở nên vô ích. Cũng giống như hy vọng hão huyền, nó sẽ chỉ làm cho người ta thất vọng. Hãy thực hành những gì bạn tin tưởng để bạn ngày càng tự tin hơn. Họ cho rằng kiên nhẫn là đau khổ. Khi sự kiên nhẫn của bạn được thử thách, đó không phải là điều bạn nên nản lòng. Thay vào đó, đó là điều mà bạn nên vui mừng, vì sự kiên nhẫn của bạn tạo ra sức mạnh, sự bền bỉ và trưởng thành hơn. Vì vậy,
Hãy kiên nhẫn và đừng nóng tính nếu bạn không muốn phải gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Họ để niềm kiêu hãnh chiếm lấy họ. Nếu không có sự khiêm tốn, mọi người trong một mối quan hệ khó có thể trở nên tha thứ, ân cần, rộng lượng, vị tha và tốt bụng. Sự kiêu ngạo ảnh hưởng đến họ để đưa ra các quyết định và hành động dẫn đến thù hận và xung đột hơn là tình yêu và sự hòa bình. Để hạnh phúc trong tình yêu, hãy khiêm tốn, học cách cho phép mình thấp để nâng người lên. Họ không học cách tha thứ. Nhiều người đau khổ vì họ không muốn để bất kỳ ai, kể cả bạn đời của họ, làm tổn thương họ mà không bị trừng phạt. Họ mang gánh nặng báo thù chỉ để dạy cho người làm tổn thương họ một bài học. Một gánh nặng như vậy khiến họ đau khổ. Để ngừng đau khổ, hãy nhận ra rằng không chỉ hình phạt có thể dạy cho một người một bài học, mà sự tha thứ và lòng thương xót cũng có thể truyền cảm hứng cho tất cả mọi người một bài học lớn. Vì vậy, hãy hạnh phúc trong tình yêu bằng cách học cách tha thứ và thể hiện lòng thương xót. Họ là vật chất hơn là tinh thần. Mọi người đau khổ trong một mối quan hệ bởi vì họ để tiền bạc và những thứ vật chất khác ra lệnh cho tình yêu của họ. Để tránh buồn phiền, hay sống tinh thần hơn, nhận ra rằng tình yêu đích thực có thể trường tồn với thời gian, khoảng cách và thậm chí khi thiếu thốn của cải vật chất. Họ sống cuộc sống kỹ thuật số quá nhiều so với cuộc sống thực. Một số cặp đôi dành quá nhiều thời gian để chụp ảnh tự sướng cho các bài đăng trên mạng xã hội, thay vì dành những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Vì vậy, họ đang bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc thực tế bên nhau. Một số người dành nhiều thời gian theo dõi chuyện tình cảm của người khác trên mạng xã hội hơn là tập trung vào việc cải thiện đời sống tình cảm của chính họ. Vì vậy, họ thường cảm thấy ghen tị và bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bản thân. Để tăng cường hạnh phúc của bạn, hãy giảm thiểu công nghệ và sống một cuộc sống tự nhiên hơn. Họ không làm điều đúng đắn. Nhiều người nghĩ rằng phạm sai lầm thì không sao cả. Nhưng phạm sai lầm có thể trở thành một thói quen xấu. Mỗi sai lầm bạn mắc phải sẽ khiến bạn và những người xung quanh của bạn đau khổ. Vì vậy, hãy thay đổi nguyên tắc của bạn trong cuộc sống. Hãy tạo thói quen để làm điều đúng đắn. Học hỏi từ những thành tựu nhỏ của bạn thay vì dựa dẫm để học hỏi từ những sai lầm của bạn. Một số người nghĩ rằng họ đã dành tất cả mọi thứ cho tình yêu và sau đó họ mong đợi được yêu thương trong thời gian dài. Do đó họ trở nên thất vọng, nhận ra rằng yêu là một hành động không hồi kết. Chúng ta thực sự không thể biết mình đã yêu đủ hay chưa, trừ khi những người chúng ta yêu thực sự hạnh phúc với tình yêu mà họ nhận được từ chúng ta. Để hạnh phúc trong tình yêu, hãy tập trung nhiều hơn vào việc trao đi tình yêu. Điều đó trọn vẹn hơn là mong đợi được yêu thương. Khi con người lừa dối, lương tâm của họ trở nên hổ thẹn và cuộc sống của họ trở nên ngột ngạt hơn. Họ phải chịu đựng cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Do đó, hãy trung thành với người yêu quý của bạn. Nó sẽ mang lại cho bạn nhiều thời gian, năng lượng và cơ hội để hạnh phúc trong tình yêu. Chọn sai người để yêu có thể khiến cuộc sống của bất kỳ ai trở nên đau khổ. Mặc dù có những người có thể thay đổi để tốt hơn, để làm cho những người thân yêu của họ hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều người không thể. Mọi người đau khổ trong một mối quan hệ bởi vì họ không ngừng làm tổn thương bản thân để có được sự quan tâm, thấu hiểu và thậm chí để chứng minh cho ai đó rằng tình yêu của họ là thật. Cuối cùng, họ không đạt được sự phát triển cá nhân và phát triển mối quan hệ của họ. Để tránh đau khổ, hãy chắc chắn rằng bạn yêu ai đó như yêu chính bản thân mình, không yêu ai đó như bạn làm tổn thương chính mình. Chúng ta phải nhận ra rằng nỗi khổ đau là một tác động tự nhiên của quá trình mà chúng ta gọi là yêu thương. Tuy nhiên, để phải chịu đựng những cơn đau như vậy là một vấn đề của sự lựa chọn. Cô canh tin rằng điều đó phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn coi nỗi đau đó là đau khổ
hay là một niềm vui, hãy nhớ rằng tình yêu đích thực phải làm cho bạn và người ấy hạnh phúc. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.